Hello, chào cả nhà nha. Cây mai nhà mình hôm nay mới đẹp này, hết Tết hơn 1 tháng 2 tháng rồi, mai mới đẹp cả nhà, siêu đẹp luôn, hoa rực rỡ khủng khiếp luôn. Này, cây mai khủng đây các bạn, thân cực đẹp. Tối quá, hơi tối, hoa đẹp quá.